Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rạp Phim Net. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề là sau lưng mình đây, tập gì mau lên cơ ngực nhất và các bạn sẽ cùng tập với mình tại nhà nha. Rồi, đây là một cái lịch tập nào đó, rất là đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ có nhiêu đó bài tập thôi và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Này, các bạn tập theo mình nha. Nó không khó lắm đâu. Rồi. Đó, tập theo nha, mình để webcam ở đây. Rồi mình chỉnh góc máy lại. Rồi các bạn khởi động chưa? Ok. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào bài đơn giản nhất để mà vô cơ ngực tốt nhất, đó là bài hít đó. Thì khi mà các bạn hít đó, nhiều người thích theo kiểu mà nhanh như vậy nè. Cái này là các bạn nhúng, các bạn muốn hít đất vô á, các bạn phải hạ xuống từ từ. Cái trán của bạn nó chạm đất như nè. Đẩy lên từ từ gì, giữ người thẳng nha. Đừng có để mông cao, đừng có để người võng gì. Hít mà cái chân như một cái bụng chạm đất trước không được, giữ người thẳng nha. Hít xuống, lên. Rồi chúng ta khởi động hiện 12 cái nha, 12 cái xuống lên đầy đầu đầy đủ nha. Tay các bạn để thẳng vuông góc luôn nha. Xuống nè. Xíu ha. Rồi. Ok. Rồi. Vô tiếp nha. Quấn cái dây luồn ra phía sau. Vô nhanh nào. 10 giây thở và chúng
ta sẽ vô tiếp tục. Rồi bây giờ căng hơn nữa đó. Rồi nó xuống. Ui da, căng quá. Khi các bạn đưa ra, các bạn phải đưa duỗi hết thẳng cánh tay luôn. Các bạn đừng có quăng cái cánh tay gì.
quay về nó không có vô đây sao được, vì có cơ vai hình da, cơ vai phải khóa, cảm giác như là bạn này, bạn tập á, bạn ép nó vô vậy nè, ép vô phần thông của bạn, bạn tống nó ra, tống ngang ra, bẻ cái cổ tay, bẻ xuống hơi bẻ cổ tay xuống gì xíu gì, nó đẩy hết cái cơ đây xong, nó mới vô được. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ lùi cái camera xíu. Rồi, ở đây thì sẽ có hai cái ghế, tại vì mình sẽ thích trên hai cái ghế này góc độ này cái chân á, rồi ở trên cao như nè, các bạn hít á nó sẽ vào ngực và ưu tiên phần phía trên cũng như là phần cái ngực đó mà nó cắt cái cạnh ngực của bạn ở đây rất là nhiều. Các bạn còn hai cái ghế vậy thôi, không cần phải quá giữ thăng bằng của nó đâu, nhưng mà nếu có giữ thăng bằng thì tốt, giữ. Rồi góc độ của chúng ta, các bạn nâng người lên xuôi xuống sau nha, xuống nè, giữ chậm chậm rồi đẩy lên, nâng giữ xuống nha, xuống đến 1, 2 rồi mới đẩy lên đó. Khi các bạn rơi xuống các bạn phải thả cái cảm giác nó hơi rơi sâu sâu xuống một chút rồi các bạn mới đẩy lên. Xuống hai nấc nha, 1 nè, 2 nè, 7 nè, 9 nè, 10. Ah!
thấy ngực vai tay là nó căng lắm rồi, căng vô cùng luôn, tập vào phía ngực cho nó căng vô, căng hết cỡ bụng nữa. Rồi em nữa nha, ráng lên nha, hít xuống nha, dập liên tục chỗ này là tay sau nó cũng đuối lắm, tay sau nó đơ rồi. Thôi mình nói nhảm vậy thôi, tranh thủ thời gian thở. Ok, vô nè. Thì cuối đẩy ngực. Hít trên cái ghế này các bạn xuống được sâu hơn trên mặt đất nên thành thử ra nó sẽ vô nhiều hơn. Vô cả phần bả vai luôn. Rồi. Rồi bye các bạn. Hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Tập tại nhà. Đuối quá rồi. Bye bye.